Nói cơm ông ơi. Hả? Cơm. Cho xin ngang.
gạo cũng qua mùa. Alo, mình đó các bạn nghe rõ không nhỉ? Các bạn chờ tầm xíu đã, mọi người đang vào nhé. Xíu nữa là tầm 7:05 nhé, 7:05 hoặc 7:10 đó, tại vì một số bạn đang vào nha các bạn nhé. Chờ xíu đã. Thank you.
Các bạn nào chờ tầm 2 phút nữa nhé, nhớ các bạn vô rồi nhắm nha. Rồi thì trước khi vào học thì mình bảo là các bạn cài hết cho mình phần mềm là VS Code rồi đúng không? Không biết các bạn nào cài chưa nhỉ? Nếu bạn nào tất cả các bạn mà cài hết rồi thì các bạn có thể chat cho mình thì dòng chữ là ok rồi nhá. Chat cho mình chữ ok thì biết là các bạn đã cài cho mình cái code editor là VS Code rồi, hỗ trợ trong quá trình chúng ta nó giống như kiểu cái công cụ giúp chúng ta code nhanh hơn đó. Đó, các bạn thì chat cho mình nhá. Ok, biết là các bạn cài rồi nha. Mà nào chưa thì các bạn có thể là gõ cho mình cái cam được. Mình cài VS Code đen. Vì đen tức là vì màu đen này gì hả bạn? Vì màu đen hay sao? Thì các bạn có thể chọn color theme nhá. Đấy, color theme các bạn chọn thích màu gì thì các bạn chọn. Đây, color theme này. Đó. Đúng rồi, bạn chọn cái màu nào thì các bạn nhé, màu trắng hay màu gì đó, tùy từ quen màu này rồi, màu này nó dễ nhìn, không nhìn thấy để chọn mờ các bạn, thế sao? Đúng rồi mờ à, để mình kiểm tra xem đấy, chuyển qua. Thế mình có thể chi cập vào máy của bạn không? Bây giờ mình sẽ stop xem cho nó chi xuất vào máy của bạn nhé. Thì mình xem là sao nhé. Hồ Sơn nhé. Bây giờ mình sẽ stop xe, bạn sẽ chia sẻ cái màn hình của bạn cho mình. Sau đó là mình sẽ vẽ xem cho. Ok. Bạn Hồ Sơn này có thể chia sẻ cho mình nhé. Chia sẻ cái màn hình nhé. Điều khiển. Chọn xe screen ấy, sau đó chọn desktop screen một cái gì đó. Hả? Kinh khủng cái. Bạn xe screen sau đó mình chỉnh nhớ nhá. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập truyền cái truyền một cái bạn nhé. Bạn ok đấy. Rồi ok. Thank you.
Chắc là kiểu cài đâu rồi, giờ cài lại cho bạn tí, các bạn mọi người chờ tí nhá, cho tầm 2 phút rồi thôi, cài cho bạn tí, các bạn có thể các bạn không. Mọi người chờ xíu nhé, cài cho bạn. Tất cả những các bạn ở đang học thì các bạn có thể tạo trước cho mình về folder nhé, các bạn tạo folder bạn khi là học online trước đã, bên ngoài desktop ạ, tạo cho mình cái folder khi học online nhá, để bắt đầu là mình sẽ sử dụng.
tạm thời bạn cũng dùng cho mình sau này test nhá. Thế đó thì sao đó. Nó mặt ở kia, chắc đừng còn cặp rồi. Rồi thì em cuối giờ mình sẽ fix cho bạn, bây giờ mọi người đang chờ á. Bây giờ tạm thời bạn cũng dùng cả sau này test. Thế nhỉ? Được không sao? Ok. À, anh tắt mic của tất cả các bạn nhé. Tắt mic tại vì mình thấy mà nó hơi ồn á. Là mình tắt mic đi. À, mình sẽ tắt mic số cái này là... Ok. Rồi. Bây giờ các bạn tạo cho mình một cái folder bên ngoài này nha các bạn nhé. Các bạn tạo folder bên ngoài. Bạn gì ạ? Hồ Lập Sơn á. Bạn bạn Ngô Lập Sơn á, thì em cứ dùng sắp lại tách thì à, cuối giờ mình sẽ bích cho cái video các bạn đang chờ á. Thế là em cứ dùng sắp lại tách nhá, thì à, cuối giờ mình sẽ bích cho em bích cho thì sẽ có thời gian đấy. Ok, rồi, thì bạn tạo cho mình một folder. Bạn ghi cho mình, ví dụ như là học online. Em ghi là học online đi. Hôm nay ngày 18 3 đó đó thì có folder rồi này. Các bạn có thể đi học online không thôi, chắc là do mình chơi nhiều lớp ấy, là mình phải đi là ngày bao nhiêu thì xong quản lý rồi tạo cho mình folder này nhá. Sau đó các bạn bật cho mình phần mềm VS Code này, à bật VS Code cho mình. Còn bạn nào sắp lại tách thì các bạn bật sắp lại tách tên. Mình sẽ vào file này, chọn open folder mình muốn là quản lý cái folder học online ngày 18 tháng 3 này. Rồi à, học online 18 tháng 3 này tôi tạo ra đây. Ok, mình click vô. Đó. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái folder các bạn được hiển thị đây này. Nó là online 18 chứ trừ tháng 3 này. Đó, chưa? Vậy tại sao mình phải làm thế này các bạn này? Các bạn nhớ nhá, bật cho mình cái VS Code lên, sau đó là vào file, chọn open folder. Sau đó là add cái folder mình vừa tạo vô. Nha. Rồi bây giờ em sẽ nhìn lại này. Bật cái code lên. Chà, trước tiên là mình cần cái folder trước. Folder mà anh bảo các bạn cài tải tạo trước cho mình rồi á. Đó, tạo một cái folder mình để cái folder tên là học online sinh trưởng 18 tháng 3 này. Chưa? Sau đó mình bật cái code lên. Nha. Sau đó vào file, chọn open folder. Đó, chọn đến cái file mà mình muốn quản lý, cái folder. Cái folder muốn quản lý là folder vừa tạo ạ. Nó là học online 18 tháng 3 này. Mình để cái desktop là, thì mình để desktop thì vào desktop. Điều D thì vào D, như là cái đường dẫn của nó ấy. Đó, nhá. Ok, bạn nào mà đã add được cho mình cái folder vào đây rồi thì các bạn thể chat cho mình cho ok để biết các bạn đã làm rồi nhá. Ok, cái này thì nó chả như bạn nào hơi tìm hiểu một xíu rồi bạn cũng đã biết cách để cho vào rồi. Đấy là cách thứ nhất, cách thứ hai các bạn có thể kéo thẳng cái folder này vô đây cho các bạn nhé. Đây này, ví dụ này, mình có folder học online nhá, đây này, mình kéo thẳng vào đây cũng được. Đó, chẳng qua cái này mình đang có ở đây rồi thì nó sẽ không gì nữa. Kéo thẳng ở đây, kéo thẳng về chưa nhá. Ok ok. Còn các bạn khác sao, các bạn nhớ chắc mình ok thì biết nhá. Rồi. Rồi.
thì cái mục đích của mình tạo cái pointer rồi mình quản lý ở trên phần mềm VS Code này mục đích làm gì. Thực ra mục đích thì thao tác cho dễ, thay vì các bạn nhìn này, ví dụ mình muốn tạo file đây này thì mở pointer ra đúng không, đó mình chuẩn bị tải này trong chỗ này chọn đó là text document này chưa đó, sau mình định vào ghi tên file này như này mất thời gian đúng không, thì thay vì đó làm gì mình chứ không cần phải làm thế, mà mình chỉ làm gì, mình chỉ cần ở trong đây mình thao tác bất kỳ cái gì ở trong một folder này. Giờ ví dụ mình tạo một cái file chẳng, ví dụ như này index.html enter một cái, rõ ràng là khi mình tạo một cái file là index.html này thì các bạn thấy bên này ta có ngay cái file tên là index.html đúng không, tức là mình có bất kỳ những cái thao tác gì ở trong cái phần thư mục này, cái phần quản lý này thì nó đều sao ạ, à nó đều tương tác trực tiếp đến phần nội dung ở đây đó các bạn nhé. Đó lý do vì sao mình cần có một cái phần mềm code editor thì nó giúp mình quản lý tốt hơn và code nhanh hơn nữa nhá, và nó có hỗ trợ mình một số các cái phần extend mở rộng á. Một số bạn mà anh ơi em không có cái biểu tượng như này, cái biểu tượng icon nó đẹp đẹp như này thì là sao, thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc là bấm cho mình một phần extend này ha, bấm vào phần extend sau đó các bạn gõ cho mình cái chữ là material icon gem này, bạn đi chữ ma thôi rõ ràng đây, bạn thấy chữ install bên cạnh này các bạn install cho mình ha. Các bạn nếu các bạn thấy cái hình kiểu này nhá thì bạn kéo dùng con chuột kéo ra là thấy ngay biểu tượng, thì thấy biểu tượng này các bạn install nó cho mình đó rồi ha. Thì nó sẽ có những biểu tượng như này cho mình thấy đẹp hơn đó, tức là mình thao tác bất kỳ gì đây đều được. Và mình bảo các bạn này, các bạn khi các bạn tạo cho mình một cái file này chuột phải này chọn new sau đó là text document tạo cho mình file như này thì các bạn có thấy đuôi mở rộng này của nó không, tức là đuôi txt này không, nếu các bạn nhìn thấy nhá, nếu các bạn nhìn thấy thì các bạn chat cho mình chữ viết, còn bạn nào mà không nhìn thấy thì chat cho mình chữ lâu nhá. Bạn nào mà nhìn thấy cái đuôi mở rộng này, cái đuôi cho txt này khi các bạn chọn phải chọn new text document nhá, sau đó nó hiển thị lên cái file như này. Bây giờ các bạn sao mà xem theo mình, các bạn có nhìn thấy đuôi mở rộng cho txt này không, nếu mà thấy thì đi viết đi cho mình được, còn không thấy thì đi trên tờ thấp trên tờ ok kinh đoàn. Bạn nào mà không nhìn thấy nhé các bạn nhé thì làm theo mình này, vào view chọn option đó, vào view này chọn option đây đó, vào phần view tiếp sau bạn sẽ thấy cái phần ở dưới đây của bạn này nó đang tích như này, các bạn bỏ tích đi ha, bỏ tích này đi, các bạn apply ok là nó sẽ hiển thị lên mình đưa mở rộng. Tại sao mình lại cần đưa mở rộng, đơn giản thôi, bởi vì khi mình đưa mở rộng thì các trình viên người ta biết được là bao giờ mình truy xuất vào hẳn cái file đấy như thế nào, tại vì sau các trình viên người ta nhìn cái người ta biết là đây là file text, đây là file ảnh, đây là file photoshop, tức là mình đưa mở rộng thì mình sẽ dễ phân biệt hơn đó. Thì các bạn nào mà thấy không nhìn thấy đa số đều tích như này, và bỏ tích đi cái chỗ là hai extension for grow my time bạn bỏ tích đi, sau đó bạn apply và ok nha. Có ở bên trên này nó có cái phần view đấy có, mà nếu bạn nào vui vẻ mà không biết làm thì có thể là để mình thao tác cho kỹ nha. Trước tiên chúng ta cần phải học cái cơ bản đã, cách thao tác của những file đã, những phần nền tảng nhất thao tác của những file, quản lý file như thế nào,
ra làm sao cho nó hợp lý, à, phân phân bố cái folder như nào học cho nó hiệu quả. Các bạn thấy hiển thị được chưa? Nếu bạn hiển thị được thì ấn tiếp cho mình nhé. Mình tiếp tục nha. Các bạn là cố gắng xíu để vì lớp mình có nhiều người ạ. Nên là mỗi bạn dùng trên đồ xíu rồi là mình giải quyết được tất cả các bạn. Mấy cái phần cơ bản này xong cái thì đã vào phần kia nhanh thôi. Và phần kia có sơ đồ tư duy rồi thì nó sẽ nhanh. Thấy một số bạn đang không chat, không biết là các bạn có thấy nhanh quá không nhỉ? Hay là không biết chat ở giờ nào ta? Có thể như bạn này, như bạn các bạn này, đó là có thể một số bạn đã biết rồi thì bạn sẽ hiểu nhanh, một số bạn ít động máy tính ấy, thì bạn có thể là bạn đi hơi ngại nói ra đấy. Một số bạn mà chưa động máy tính nhiều á là bạn ấy hơi ngại nói ra đấy. Nên là có thể là bạn đi đi mình rất là ghê thật đấy, tại vì nó dạy trực tuyến này nó rất là khó để cho mình nhìn cả được. Bình thường mình dạy trên lớp ấy, là mình nhìn các bạn biết là bạn ấy hiểu hay chưa đó, biết được bạn ấy hiểu hay chưa. Nhưng mà ở đây ấy, mọi người có nhìn thấy bạn ai đâu, chả nhìn thấy bạn ai, chả biết bạn ra cái dòng người ra sao cả. đó mới là điều khó, chả biết là bạn có hiểu hay không. Thế là mình cứ yên tâm, và một phút thôi mà thấy các bạn không có gì toàn là mình coi nó là hiểu rồi. Nhưng các bạn nhớ chưa hiểu đấy nhá, không hiểu các bạn chat thẳng thì mình không giải quyết được nhanh nhá. Thế nhưng mà không ngờ là bạn không hiểu á. Rồi bạn nào đấy thì được rồi thì ok các bạn như này. Bây giờ ví dụ xóa cái file này đi nhá, chọn phải đây delete đó, bạn từ rename hay là đổi tên này delete đi. Thì đương nhiên rồi, mình thao tác bất kỳ gì ở đây thì ở đây nó cũng làm theo tương tự, nó xóa theo tương tự luôn ha. Tức là mình ở đây mình có thể thao tác đến folder đấy, tạo folder là cái gì tùy. Rồi thì ở trong đây trong cái folder là học online 18/3 này, mình sẽ tạo một cái folder là html như vậy nhá. Đó, tạo một cái folder đây là html. Thì trong cái folder html này ha, mình sẽ tạo một cái file, mình đặt tên nó là gì đấy, hay là gì thuyết thì .html. Vậy các bạn đang hỏi đó, cái đuôi .html là gì? Thật ra đơn giản là cái file html này để cho cái trình duyệt ra đọc được thì nó phải chạy bằng file, đó là file html nha. Đó là tại sao sau khi tạo một cái file html này, các bạn thì thấy mở cái này ra này, đó bạn thấy là cái chuông nó hiển thị không vậy, là chuông hiểu được file này, các bạn hiểu nhỉ? Hiểu được file html này, đây người ta gọi là trang web nhé. Mặc dù trong web này ta không có nội dung nhưng mà nó là đôi html, nó vẫn gọi nó là trang web mà chưa có nội dung rồi nhé. Mình cho nội dung vô rồi, không biết các bạn đã tạo cho mình cái cấu trúc này chưa, lý thuyết html chưa, tạo cho mình folder, bấm đây để tạo folder này. Nhiều bạn bấm nhầm nhé, bạn bấm vào đây bạn tạo folder nhé. Thế các bạn luôn mình dạy là các bạn bấm vào đây này, bạn tạo cho folder này. Nó bảo đây là folder, đây phải các bạn nhé, đây là file không phải folder nhé, folder này cơ đó. Các bạn thấy view folder không, ở đây là view file này đó. Đó, file thì mình tạo, file thì nó sẽ có đuôi mở rộng này, còn folder thì nó sẽ không có, bạn nhớ nhé. Ok, mình sẽ để cái cửa sổ chat ở đây cho mình sẽ làm việc nha. Đó, ok. Rồi,
tất cả các bạn mà nào đã tạo cho mình được cái cấu trúc như này rồi thì các bạn có thể là đi cho mình nhá. Đó. Rồi thế. Tại vì bây giờ mình bật tích của tất cả các bạn lên nó dễ bị kiểu như là một số bạn ở nhà ồn á. Là cái này ảnh hưởng tất cả các bạn luôn đấy. Không phải ảnh hưởng một số người cho mình bị phân tâm. Có thể một số bạn bảo ôi anh ơi chậm quá nhanh hơn xíu đi, thật ra mình đang muốn là nó ngang ngang với tất cả các bạn, không nhanh quá đối với người chậm, nó không chậm quá đối với người nhanh nha. Ok lớp PP đây à anh, đúng đây là lớp PSP em, lớp PP mình phải học từ nền tảng trước sau đó mình mới học PSP ha. Đó, thì khi các bạn nhảy mình tạo cái folder đây rồi, xong rồi mình tạo file ở đây thì rõ ràng trong cái folder này chúng ta nó cũng có luôn một cái folder HTML và trong đây nó cũng có luôn một cái file là HTML rồi. Đó, và chúng ta đỡ phải mở cái file ra thì cả mình thao tác hết tất cả ở trong cái code editor này thì nó rất là tiện. Rồi các bạn yên tâm đi, cứ hết cái phần cơ bản nền tảng đã, sau đó là thì đến phần này còn server tự nhiên rồi thì sẽ nói hơn ha. Thì sẽ gửi lại cái link server tự nhiên cho các bạn nha. Cho các bạn lưu lại, tốt nhất là cho các bạn lưu lại. Lưu lại các bạn tạo một cái folder trên này này. Đó, các bạn lưu cái đường dẫn này mình nha. Đã như này mình lưu nhé. Lưu lại và trong cái phần công cụ làm việc nha, bấm đây. Đó, thì các bạn ở đây này. Vì sao bây giờ các bạn cứ động HTML vào bạn đôi từ thì sao? Dạ. Yeah. Đó, đơn giản thôi. Một số bạn bái ơi, thì em không có cái thanh này. Thật ra ấy, bạn cứ bật cái tab như này, chắc chắn sẽ có cái thanh này. Và bạn chuẩn phải đây, bấm chút đường sâu này. Đó, sâu một cái này ra đây. Đó, thì tự nhiên là với khi sang trang khác thì nó cũng vẫn hiển thị cái phần cột trên thôi. Ok chưa nhỉ? Rồi, thì mình tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta đang học về HTML thì cấu trúc cơ bản của file HTML bạn này trước khi học về cấu trúc cơ bản của file HTML mình qua một tạo một xíu dữ liệu trong file HTML. Ví dụ ở đây mình chỉ ghi là học viện can code, ok mình công chữ s và các bạn nhìn này, khi mình công chữ s nhá mình để chạy cái file này, bây giờ mình ghi thêm bài chính này. Đây có chỗ mình muốn cho các bạn chú ý là cái dấu chấm tròn tròn ở trên này, tức là cái file này của bạn chưa được view, chưa được view là mình có một chấm tròn tròn đây nhé. Đó, vậy để view cái file này ra hai cái công chữ s giống như là mút đó, công chữ s thì lúc công chữ s cái thì nó mất ngay cái dấu tròn trên. Và bây giờ mình thử chạy cái file nhé, một cách chúng ta mở folder ra, mình bật cái file lên, đó nó sẽ hiện ngay cho mình cái chữ nào đó. Vậy mình cứ để cái tab này ở đây để mình còn test để chạy à. Đó mình để cái tab này ở đây nha. Và các bạn thấy rõ ràng là khi mình chưa học viện UGen Code thì chỗ này chúng ta nó cũng hiển thị cho mình cái học viện UGen Code này. Chưa? Trên này này.
Đó, bây giờ mình xuống dòng này, mình đi giảng viên. Rồi sau đó mình công chuẩn S này. Và khi công chuẩn S này, khi chúng ta công chuẩn S nha, chúng quay quay lại file này. Ta refresh lại, các bạn thấy rõ ràng những giảng viên cũng ở bên này cơ. Sao nó lại không ở bên dưới? Có cách là mình bật nhanh bằng VS Code không anh? Trời ơi, có cách nào mình bật nhanh? Bật nhanh cái gì em? Bật nhanh cái project à? Hay gì? Thật ra nha, mỗi lần là các bạn thao tác với một project nào thì nó đều view ở đây này, các bạn này, một file này. Đó, tức là mở gần đây nhất này. Các bạn xem vào đây, mới lên mở cái gì? Bấm vào đấy, rồi mở cái này lên, file, chọn đi cái project mình đang cần. Đó, đó. À, có nha, có cách bật nhanh. Nhưng mà cái đấy bây giờ học về HTML5 anh dạy. Trước tiên bạn phải làm quen với cái này đã, nhá. Đây này, mình sẽ dùng một cái đó là ở đâu nhỉ? Div server này. Đây, div server. Nó hỗ trợ mình trong quá trình mình chạy cái này nhưng mà chưa, cứ từ từ đã. Buổi sau, chắc là buổi sau chúng ta mới học cái thao tác bật nhanh này. Nhá. Ok. Đó. Tại vì cái này nó hay lắm. Tức là công cụ test này, nhưng mà nó lại liên quan gì đấy, ví dụ nha, mình có cái này à, mà thôi bao giờ thì đấy để nói cho các bạn nghe, và không nó tự nhiên nói mất thời gian, từ bây giờ đã đến thời gian đó. Cái là HTML anh, ừ đúng rồi, HTML4 em nha, HTML4 buổi sau ta sẽ học về các cái thẻ mới, thẻ HTML5. Các bạn có thể là bật cái file của mình đây nhá, mình đang bật này. Được chưa? Cái này học nền tảng trước em nhá, học nền tảng PHP sau em ạ. Ok. Rồi sau khi mình ghi là học viện Human Code và giảng viên Human Code này thì rõ ràng các bạn thấy là chúng giảng viên Human Code từ bạn đây trao đổi thẳng với bên giáo vụ á là vần HTML CSS các thứ em học hết qua rồi, mà nếu mà em muốn xem thì tốt nhất đấy là xem cái phần HTML5 thì ở đấy nó có nhiều cái hay nhá, nhiều cái hay đấy, tại vì đây đấy dạy từ cơ bản nâng cao mà nha, từ lớp cơ bản trước rồi. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái việc mà nó hiển thị cái nội dung trên đây này nó không phụ thuộc vào cách chúng ta trình bày nó ở trên phần VS Code này, cách chúng ta xuống dòng nó không xuống dòng đâu. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái file HTML này nó chỉ hiểu thẻ thôi, nó chỉ hiểu nhá, nó chỉ hiểu thẻ thôi. HTML. Wow.
web kiểu các thể mà thôi. Rồi, bây giờ các bạn thấy là mọi thứ nó vẫn như bình thường thôi. Nó vẫn viết là học viện You Can Code, xong rồi đến giảng viên Win Facebook, nó ngay cạnh đây luôn, chứ nó không xuống dòng nha các bạn nhìn đây. Bây giờ mình sẽ dùng một thẻ nha. Đó là thẻ xuống dòng trong HTML, đó là thẻ BR. Các bạn thấy một cái thẻ rất nhỏ này thôi, nhưng mà nó lại giúp ích chúng ta là xuống dòng. Cái này từ đây, mình reset lại các bạn thấy rõ ràng là đến học viện You Can Code này. Nha, thì đây nó tự xuống dòng là tiếp tục là giảng viên Facebook đó. Các bạn thấy mình nói mình hơi riêng thế này xíu, ở cái này có cái mic nha, có cái mic nhà mình hơi riêng thế này thì các bạn nghe rõ rồi. Thì khi mà trong quá trình các bạn làm việc ấy, thì rất có những cái lúc mà mình muốn là cái chỗ lần đấy đây này, mình chỉ là giải thích một cái ý nghĩa nào đó thôi, tức là cái nào cốt này mình không muốn nó chạy nhưng mà mình vẫn muốn nó mình ghi được ở đây thì mình làm gì, bôi đen đống này, người ta gọi đây là common code các bạn nhá. Ví dụ cốt này là thì common thôi, tức là mình dùng công chôn xiềng common là công chôn và dấu xiềng cái này, dấu xiềng cái này các bạn này, công chôn xiềng đó, mình sẽ ghi đây nhá, common code. Đó, bây giờ mình sẽ bôi đen ở này, bôi xuyên. Và các bạn thấy rõ ràng là các bạn vẫn nhìn thấy nó ở đây đúng không? Vẫn nhìn thấy được cái nội dung học viện You Can Code ở đây. Nhưng mình chạy, mình không chết rồi nhá, mình sang đây mình chạy. Rõ ràng mà không được hiển thị đúng không? Bởi vì là nó sẽ coi nó chỉ là cái comment thôi. Cái lời kiểu như là giải thích ý nghĩa cho những cái nội dung bên dưới thôi, thì nó không đóng vai trò là để hiển thị lên cái trang web của các bạn, nên việc người ta để như này mục đích để giúp một lập trình viên người ta giải thích rõ cho những cái người mà làm cùng project về ý nghĩa và cái cách code của họ như thế nào, thì họ sẽ comment lại cho cái người kia người ta đọc cho dễ đó. Đấy nha, thì đây là comment, ví dụ mình bật họ là trong HTML nhá, có hai loại thẻ, do các bạn biết rằng là mình bảo là một chữ web nó chỉ hiểu các thẻ mà thôi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho bạn biết là thẻ trong HTML nó chia làm hai loại. Đó là thẻ đơn và thẻ đôi. Bạn yên tâm là sau khi kết thúc buổi học này mình sẽ gửi cho bạn toàn bộ cái phần code ở đây nhé. Code của mình, mình sẽ gửi cho bạn tất cả code đấy luôn à. Và cũng như là cái phần liên quan sửa đổi của mình luôn. Bây giờ mình sẽ dành thời gian ra mình sẽ quay video nha. Video chứ không phải là mình sẽ ghi ở đây, ghi ở đây mình chỉnh sửa hơi nhiều. Quay video thì mình sẽ có một cái phòng riêng, sau đó mình quay ở đấy thì nó chất lượng âm thanh các thứ là tốt nhất. Thẻ đơn và thẻ đôi. Thẻ đơn là thẻ gì? Thẻ đơn là nó sẽ có mở thẻ này, tên thẻ. Và nó ngay tại phần mở đó, người ta gọi là thẻ đơn. Còn thẻ đôi thì sao? Cái đấy, tất cả những cái đấy em hỏi bên giáo vụ em nhé. Ở bên giáo vụ ạ. Rồi. Thẻ đôi thì sao? Thẻ đôi thì sẽ có mở thẻ, sau đó tên thẻ. Biết rồi thì nói thế này là sợ quên làm ai. Thực ra video mình phải có thời gian mình quay. Nghĩ video trên mạng đầy quan trọng là cái điều cái gì hay cốt lõi. Nói đây nó mới đúng các bạn ạ. Đó là lý do bảo là các bạn có thể là lên xem video ở trên mạng, hoặc có những người xem chúng ta chia sẻ đấy, để cái đấy tôi xem đấy. À, xem sau đó là mình sẽ dùng kiến thức đấy cộng với kiến thức ở đây hợp lại với nhau để tạo ra cái logic nhất trường học của mình web. Có thể em xem đấy mà em vẫn thấy khó hiểu bây giờ ạ, sau đó em lại xem lại đây, xem lại anh nhà em thấy ạ, em sẽ hiểu hơn.
kiểu như là sẽ hiểu sâu hơn ai làm, kiểu như là xem nhiều lần thì họ kiên nhận ra một số vấn đề thôi. Rồi tại vì đây là học online nên là thầy biết là chắc chắn cái khó của các bạn là gì, đó là các bạn phải chuyển qua chuyển lại những cái tab mà đang xem để cả cái tab bạn đang cốt đúng không, đó là khó khăn là vấn đề đấy đúng không. Có đúng là các bạn chán rồi vừa xem các bạn lại tap sang cái cốt kia, bạn cốt nó hơi thấy nó hơi khó đó, nếu mà chưa quen thì thấy hơi khó. Ok thì thẻ đôi mình cứ tiếp tục nha, đây là phần lý thuyết thôi. Rồi thẻ đôi này thì mình sẽ có tên thẻ. Đó xong rồi đến phần nội dung bị tác động bởi thẻ, đây là phần nội dung này, đây để đến đóng thẻ này. Đó mấy bạn mà đã lắm. Thế thì việc mình viết thẻ đơn hay thẻ đôi như thế này gì ạ? Em cứ yên tâm nhé, những bạn nào mà bảo là khó chả như em bảo là mà không có giáo trình hay video anh ạ, nên em muốn chi tiết hơn xíu. Ở trên này em sợ không hiểu, về nhà sợ quên ấy. Để em tâm đi, cái cách mình trình bày bằng ở trên cái sơ tư duy này thì các bạn sẽ thấy được là nó dễ nhớ hay không nhá. Đợi tí đến phần cốt lõi đã rồi bạn sẽ biết là nó dễ nhớ hay không, dựa vào sơ đồ tư duy thôi, em tự biết được hết luôn à. Rồi thẻ đơn và thẻ đôi, con thẻ đôi do nó có mở thẻ và đóng thẻ đúng không, đây mở thẻ này, đóng thẻ là có thêm dấu sườn trước này. Đó thì ở đây chính là nội dung bị tác động bởi thẻ. Đó đây là phần nội dung bị tác động bởi thẻ nhé. Các bạn vẫn nhớ là cái chỗ này của mình là xám hết thì tỏ là mình vẫn đang ở trong đâu, trong cái phần comment code này, phần comment code này, tức là phần code này nó không được là chạy ở đây, tức là ở đây nó không quan tâm. Đây các bạn nhìn này, đó bây giờ mình xóa đi nhé. Các bạn thấy là nó chạy đi được gì hết cả, đấy người ta gọi là comment code, nó chỉ giải thích ý nghĩa một cái gì đó thôi. Mình có thể viết ở đây cho các bạn là cái hệ thống kiến thức như các bạn nhé. Đó nó cũng bị tác động với thẻ thôi nha. Tiếp này, trong một thẻ nhá, như vào này, trong một thẻ thường thường ấy nó sẽ có những cái thuộc tính trong đây. Các bạn nói sao nhiều thế, không sợ, các bạn rồi dần các bạn sẽ quen thôi. Thuộc tính các bạn cứ thử đi, các bạn sẽ thấy sẽ quen thôi. Đây là giá trị của thuộc tính, giá trị trong thuộc tính, giá trị, ok, ghi giá trị cho. Và các bạn nên nhớ là nó không chỉ có một mà nó có nhiều nha các bạn nhé. Thuộc tính và giá trị này nó sẽ có nhiều à. Đây sẽ có nhiều à. Rồi thì đấy là nói qua về cái cách một cái thẻ trong HTML rồi. Bây giờ chúng ta mới đến cái phần thực tế này, thực tế ra sao nhé. Rồi thì thực tế một cái cấu trúc của website ấy, một cấu trúc của trang web ấy, nó sẽ bao gồm những thành phần sau. Đầu tiên tất cả các code của HTML nó đều nằm trong cái thẻ, đó là thẻ HTML bạn nhé, đều nằm trong cái thẻ, đó là thẻ HTML. Thì trong thẻ HTML này nó chia làm hai thẻ, đó là thẻ hit. Các bạn nhìn này, mình chỉ cần gõ như sau, hit enter cái nó tự nhiên nó có mở thẻ và đóng thẻ luôn cho mình, bạn thấy không nhỉ, nó tự có mở thẻ và đóng thẻ luôn cho mình, nó rất là tiện. Vậy là các bạn không cần phải nhớ cho mình là nó là thẻ đơn hay thẻ đôi, chỉ cần nhớ tên thẻ thôi là các bạn sẽ tự có thể là biết được ra. Ví dụ mình chả nhớ thẻ BR là thẻ đơn thẻ đôi nhá, thì mình ghi BR thôi, nó sẽ gợi ý cho mình này. Nếu nó không gợi ý thì các bạn không chung cách, nó sẽ gợi ý cho bạn enter cái đây là thẻ đơn, thì thấy không có mình nó đâu, đây là thẻ đơn đó, đúng không nhỉ. Ví dụ mà thẻ spam là thẻ đơn thẻ đôi thì mình ghi spam á, nó mới enter cái đó, rõ ràng là nhìn thấy ngay đó là đây là thẻ đôi đúng không, nó rất đơn giản thôi.
tức là mình chỉ cần nhớ tên thẻ thôi, không cần nhớ nó là thẻ đơn thì thôi, là nó sẽ còn đâu việc còn lại là của những cái phần mềm code editor này nó trợ mình trong quá trình code chẳng hạn. Thì nó có cái phần đó là phần hit này và phần body. Phần hit này nó chứa gì ạ? À, đây các bạn nhìn này, phần hit này chứa mô tả về trong web, về trang web của bạn. Đó, phần mô tả, cái này chỉ chứa mô tả trong web của bạn và nó không đóng vai trò. Trong phần hiển thị nội dung trong trang web. Đây, mô tả này là mô tả của trong web của bạn này, không đóng vai trò. Thứ hai là không đóng vai trò trong phần hiển thị nội dung cho trang web. Rồi, đây là lý thuyết thôi, các bạn bảo lý thuyết như này tức là sao? Các bạn hiểu đơn giản cho mình này, tức là tất cả những phần mình cốt ít này nó không đóng vai trò để hiển thị trên trang. Ví dụ khi là 2 giờ nha các bạn nhé, dùng khi là 2 giờ. Rồi các bạn nhìn này, thì cái phần header đấy của bạn này nó không đóng vai trò để hiển thị ra cái đống này các bạn nhé. Tất cả những cái phần bạn nhìn thấy này thì header nó không có hiển thị được, nó không làm được ra những cái như này, đúng chưa? Đó, mà nó chỉ đóng vai trò là mô tả về trang của bạn. Ví dụ những phần bên trên này, các bạn nhìn thấy chỗ bên trên không nhỉ? Đó, thì đóng vai trò là mô tả về trang web của bạn như thế nào thôi, đúng không? Mà nó đóng vai trò khá nhiều trong phần sale cho các bạn nhé, đóng vai trò khá nhiều trong lúc sale đấy. Ok. Tại sao các bạn bảo là ơ thế tại sao phần nội dung này là vì tất cả những cái phần hit này lại phải là những cái phần nội dung website này phải viết ở trong cái HTML này. Thật ra là các bạn viết ra bên ngoài này nó vẫn chạy, nhưng mà sao Google sẽ không giờ đọc, không giờ đọc cái này đâu, nó sẽ đọc từ cấu trúc website ra, từ HTML thứ này và đầu nó sẽ lùng vào phần hit của phần body này, thì nó không quan tâm cái nội dung kiểu là tiêu chọn từ như này đâu nhá. Tức là không tuân thủ theo đúng cấu trúc của trang trang web á, thì nó sẽ không đọc cái thành phần ngoài rìa này đâu. Ok, rồi thì nhớ cho mình đó là cấu trúc của một trang web sẽ bao gồm một tất cả các nội dung của trang được nằm trong cái thẻ là thẻ HTML, và trong thẻ HTML nó chia ra là 2 loại thẻ, là thẻ hit và thẻ body. Đây, đó là lý do vì sao phần sơ đồ nội dung của các bạn nhé, thẻ HTML này, trong thẻ HTML có 2 phần, đó là thẻ hit và thẻ body. Bây giờ từng đi từng cái thẻ một nhá. Đầu tiên là thẻ hit ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào thẻ hit. Rồi, đi từ thẻ hit này. Bây giờ mình sẽ trong thẻ hit nó có 2 loại thẻ bên trong, nó là thẻ đơn và thẻ đôi. Bây giờ mình sẽ đi từ thẻ đôi trước nhá. Đầu tiên đó là thẻ title, tiêu đề trong web. Các bạn nhìn thẻ title nhá. Đây là thẻ tiêu đề trong web. Bây giờ mình sẽ tạo cái thẻ title. Mình sẽ ghi như sau. Ghi tên code trang chủ, ok, mình công chữ S. Thì khi mình ghi chữ code trang chủ này với công chữ S này, các bạn nhìn này, rõ ràng là cái phần nội dung này chúng ta nhìn phép ạ, trên này chúng ta này đã hiển thị cái code và trang chủ mà đây không nhỉ, phần nội dung. Vậy các bạn nói phía trên này nó có ý nghĩa gì? Thật ra cái phần phía trên này nó sẽ giúp các bạn hiển thị khi một phút Google đọc nó sẽ hiển thị đâu. Đây giờ đi. Này, phần này chính là phần title như này này. Trang web của bạn có phần title như này này, thì khi mà có bốt Google đọc ấy, để nó hiển thị lên cái phần thanh tìm kiếm trên Google ấy, thì cái nội dung này chúng ta nó chính là view can code trang chủ. Đúng nhá. Đó, bây giờ ví dụ mình click vào đây nhá, mình cho các bạn xem là có đúng nhá. Các bạn nhìn thấy cái chữ này, tin tức bóng đá thể thao giải trí này. À, đồng ý như vậy nhá. Bây giờ mình sẽ xem số code của 2 giờ. Không chú mình không chú S này. Như V. Đó, các bạn thấy phần title trên này không? Các bạn thấy không nhỉ? Đó, đó chính là phần tiêu đề của trang. Và nó sẽ được hiển thị lên phần tìm kiếm này.
qua thấy trẻ thay đồ đây nhỉ. Đó. Okay. Rồi đó là chức năng của phần thay đồ nhé. Và nó không đóng vai trò làm thay đổi cấu trúc của trang web nhé. Nó chỉ là mô tả cái trang của bạn thôi. Tiếp. Đó là phần liên quan đến đúng file JS. Cái này bao giờ mình học một tập JS mình sẽ học đến những thẻ nhé. Thẻ những file JS nhé. Rồi bây giờ đến thẻ code JS này. Đừng bao giờ học JS mình cũng động nó. Bao giờ động nó thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Ok. Vậy cái phần thẻ đôi thì ở trong cái thẻ ít thì các bạn quan tâm cho mình mỗi cái thẻ thay đồ thôi. Tiếp tục trong phần ít nó không chỉ có thẻ đôi mà nó còn có cả thẻ đơn nữa. Thẻ đơn thì nó sẽ có một cái thẻ người ta gọi là thẻ sale. Thẻ sale có vai trò trong quá trình mà các bạn bút web chuẩn sale thì các bạn rất là cần nó. Mục đích của nó là gì? Nó sẽ giúp mà sale web của bạn với những từ khóa rồi những cách thức mà bút Google đọc vào trang của bạn nó xem được là cái nội dung chính của trang của bạn là gì. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ cùng theo tìm hiểu về cái thẻ sale meta này nhé. Thì để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái chức năng của thẻ sale meta này thì mình sẽ cùng chung khu cái web đó là review này cho các bạn xem. Ok. Rồi trang review này các bạn thấy rõ ràng nó có hai cái thẻ meta này. Đó là meta description này, cập nhật kiến thức mới nhất của mình thôi này. Các bạn biết cái phần nội dung này của họ để làm gì không ạ? Đây, copy cho các bạn cái phần meta này nhá. Meta với lên là description. Ok, để xóa bớt đi. Đây là miêu tả trang web. Đây, đây là phần miêu tả trang web của bạn nhé. Cho nên mình cũng chưa ép lại các bạn đi này. Quay đi đây thì phép nó chả có ý nghĩa gì luôn chứ. Nó có ý nghĩa khi nào thì nó hiển thị ở đây các bạn nhé. Hiển thị khi mình tìm kiếm trên Google này. Hay bây giờ các bạn thấy cái phần đây không nhỉ? Có thấy phần này không nhỉ? Đây chính là cái phần meta description này các bạn. Mô tả về trang web các bạn. Bạn thấy không nhỉ? Cái phần nội dung này này. Các bạn thấy nó giống không? 24h24 nhỉ? Đây, cập nhật kiến thức số thể thao công nghệ phát triển. À nhập 24 dinh chứ với kia trang dinh các bạn. Đây, cập nhật tin tức mới nóng nhất về đời sau dịch tiên các khu vực khác này. Chưa? Như nhỉ? Đấy. Đây. Thì đó chính là cái phần beta với lên. Và các bạn biết thừa là thì cái này là gì? Nhưng mà em vừa nói cái này rồi, là thực tình. Còn cái này là gì? Là giá trị. Giá trị này mặc định hay không? Là mặc định. Ok. Ta gọi đây là meta với bằng description giúp là mô tả trang web. Không biết mình có nhanh quá nhỉ? Các bạn có thể chat cho mình cái chữ yes là chữ ok đi. Ok để cho biết là như thế được rồi. Hay là có nhanh không? Okay. Nhanh quá không ta? Thì một số bạn tưởng như là mới tiếp cận lập trình, có thể là các bạn vẫn chưa có quen. Cái này nhé, thân ái, mà các bạn đến được trung tâm hay cực kỳ luôn để các bạn có đến được trung tâm thực sự là dễ mà miêu tả được cái toàn bộ cái khung cảnh thật sự luôn. Nếu bạn đến được trung tâm còn học online thì thực sự là nó khó những cảm mình luôn. Thứ nhất là khá là mất thời gian, thứ hai là không biết được là bạn nào chưa hiểu bạn nào hiểu. Và cái quan trọng nhất thì nếu mà chẳng hạn như là học ở trung tâm ấy thì sao? Rất là dễ kiểu tương tác trực tiếp với các bạn ở tại lớp luôn. Chẳng hạn bạn này không hiểu không, mình sẽ để nghe xong rồi mình hiểu. Thật ra ấy, anh ghi video thì anh ghi được nhưng mà nó sẽ dài đấy, dài một tiếng đồng hồ đấy. Nhưng mà ở đây rồi, nó chức năng ghi mà.
Ở đây nó có chức năng thi luôn, phần mềm này ở phía hot của anh thì nó có rất nhiều chức năng, có chức năng thi lại luôn này. Có this compute hay gì sợ nó lạc máy không? Đấy, thử record nhé, anh record từ đoạn này nhé các bạn nhé. Alo, thì bảo tất cả các bạn là mình sẽ quay video từ đoạn này nhé. Đây là chỉ là bình thường thôi, bây giờ đến cái phần liên quan đến theo năm rồi nhiều cái để nói ha. Thì biết rằng là cái điểm nào để đâu cho nó hợp lý, để chỗ nào cho nó phù hợp, như nào trong mốt Google để đọc những cái thẻ đấy có nghĩa gì. Cơ sở bây giờ đa số trong web người ta cứ làm theo nghĩa là làm sao cho nó ra cái trang thôi là được. Ok, thì mình ghi lại từ đoạn này nhá. Mình không chắc là máy mình ví dụ này máy mình giam tận giam 16 thì chắc giờ đâu còn giờ. Ok, mình đang đi rồi, mình tiếp tục nha. Tại vì nha các bạn mà mình vừa ghi thế này này sẽ có những cái độ trễ, tức là để trong ví dụ nha, khi mình quay video nha, mình có thể là quay rồi rơi vào tầm 5 phút thôi là mình đã nói gần nhất rồi. Quay điều nhỉ, mình quay này thằng tiếng nó ngồi thôi nhưng mà nói có một tiếng rất ít thôi, bạn thích thế nào? Mình quay một tiếng đồng hồ, cả tiếng đồng hồ mà hai tiếng đồng hồ là cũng là cũng ít kiến thức thôi, trong khi là mình quay riêng trong phòng riêng thì mình gặp quay bị chứng bị đói ra thẳng luôn, nó sẽ nó nhanh hơn. Nhưng mà quay này thực ra mình quay ở đây, mình đang quay đây, mình quay như thế mà, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ quay xem các bạn phải đấy, chắc chắn luôn làm bảo gì đấy nên chắc chắn ngoài thì là tiếng hồ làm sao mà đủ đến gọi là gì đủ kiên nhẫn để bạn ngồi bạn nghe tiếng đồng hồ, trong khi các bạn chỉ cần nghe trong 10 phút 2 phút là bạn đã đủ một cái kiến thức bằng một tiếng đồng hồ rồi, đúng không? Đó lý do vì sao thôi không nói kiểu như này mà anh lên quay ở những cái phòng riêng nó nghe hơn. Anh đang quay rồi anh chắc chắn với mọi người luôn là chắc chắn mọi người sẽ xem video 2 tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ nản. Ai không nản được thì anh thật đỉnh cao luôn, đỉnh cao thế luôn các bạn. Mà nào mà ngồi nghe được 2 tiếng đồng hồ mà không nản thì nó đỉnh cao. Rồi, mình tiếp tục nha. Như thế thì đơn giản quá ra. Quay video xong nó không nói được hết gì đâu em ạ. Lâu không động thì đánh gì. Rồi, tiếp tục nha, anh đang quay video rồi. Meta rồi, tiếp tục đến một cái thẻ tiếp theo, đó là thẻ Meta Blame là keyword. Này, thẻ Meta Blame keyword này mình sẽ tiếp tục đi của Dinh nha. Thầy thiết kế khá là chuẩn SEO luôn. Ok, xóa cái này đi. Meta với keyword. Vậy, cái keyword là gì? Mục đích nó thì SEO đấy, SEO từ khóa. Đây, cái này để SEO từ khóa. Bot Google sẽ đọc cái thẻ này trước. À đây, nhập đọc thẻ này, sau đó đọc dưới đây, sau đó đọc thẻ Meta nha các bạn nhé, nhớ kỹ nhá. Rồi bao giờ đến những buổi PHP mình sẽ có cái buổi đó là index cái web PHP và mặt bảng để cho bot Google đọc được. Đây, mình ghi là Meta có name bằng keyword. Từ khóa phần SEO của trang web. Đó, mình nhớ nha. Đó, Meta có lên một cái quân chứa từ khóa phần SEO của trang web. Mình biết comment thế này rồi các bạn đọc, các bạn hiểu, các bạn hiểu nhanh hơn thì mới video các bạn. Mình cứ thử quay cho các bạn xem nhé, chắc chắn các bạn sẽ thấy là cái việc comment này nó khá hơn. Tại vì mình dạy rồi biết thừa các bạn.
các bạn như thế nào, là hiệu quả như thế nào không. Rồi, còn những cái phần mềm, những cái phía dưới này các bạn thấy Facebook, Open, Grab này, cái này mình sẽ nói sau. À, cái này mục đích của nó này, nó giúp nhà các bạn chia sẻ lên trang Facebook, Facebook, Grab. Nó sẽ hiển thị phần nội dung cho các bạn xem. Và cái này mình sẽ nói sau nhé. Đây, các bạn xem nhé. Phần này, được rồi. Nó lâu quá, tôi đơn giản là các bạn là chia sẻ cái link này, nó hiển thị ra cho mình cái ảnh này. Nó hiển thị ra cho mình cái ảnh này cho đây. Nó sẽ hiển thị ra cái ảnh này cho các bạn xem. Đấy, nó hiển thị cái ảnh này. Tức là nếu bạn cầm cái đường link này mà đi chia sẻ lên fanpage hay là chia sẻ lên cái trang Facebook thì nó sẽ hiển thị cái ảnh này lên. Không là không có cái này thì bạn chia sẻ nó chẳng có gì đâu. Nó chỉ có cái đường link trong web bạn thôi. Cái ảnh của web bạn nó đẹp. Facebook sao ấy. Có sao rồi, có sao ấy. Quá lâu quá, mất thời gian thôi nha, mình tắt em bao giờ chia sẻ. Bạn có thể cầm cái trang link này bạn đi chia sẻ xem có ra đúng cái ảnh này không. Tất thắn luôn bạn ra đúng cái ảnh này. Cái ảnh của em và cho bạn xem này. Tất cả các bạn sẽ ra cái ảnh này. Khi bạn đem cái trang link này các bạn đi chia sẻ. Rồi cái phần này mình sẽ nói sau. Ok. Đó thì đây là những cái thành phần cơ bản của beta này. Tiếp theo mình sẽ xem còn cái gì nữa cơ. Đó là thẻ link. Đó là dùng file CSS. Và đương nhiên rồi, những file CSS này thì mình sẽ để đến cái phần học CSS. Mình sẽ nói được phần này nha. Bởi vì CSS thì quay thì học CSS thì mình quay ở đây mình bảo các bạn ở đây. Đây chính là cái thẻ ta dùng cái file CSS một. À. Rồi bây giờ mình quay sang đây, vậy ít thì vậy thôi là đủ rồi, ít này thôi đủ. Bây giờ bổ sung thêm cái mảng số các cái beta có thể là chia sẻ nó hiển thị lên cả cái hình ảnh của trang web của bạn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cái gì chia sẻ cũng được không. À. Bây giờ mình sang cái phần là body. Rồi ở trong phần body này thì mình có thể đơn và thể đôi. À, mình sẽ tìm hiểu về thể đôi trước nhá. Với thể đôi này. Mình có cái thẻ, mình có cái thẻ, từ đây nát hai, và tương tự từ H1 đến H6, H3, tương tự như vậy đến H6. Đúng rồi, mình uống. Bây giờ mình xem cái trang của mình ra sao nhé, quay vào đây. Đây. Đó. Mình sẽ có nội dung H1, các bạn yên tâm đi, tiếng mình sẽ có một cái thời điểm khi mà nó vượt quá các bạn sẽ không để dừng lại cho các bạn có thể là ghi chép hoặc là xem này nhé. Các bạn cứ ngồi nghe kỹ đã, nó dừng lại sau đó các bạn hỏi gì đó các bạn yên tâm đấy, các bạn ngồi nghe đã nhé. Tốt nhất là ngồi nghe sau đó mình sẽ có khoảng thời gian các bạn thấy bạn tâm không phải lo về đấy nhá. Giờ các bạn cứ đang mở cái thì anh viết từ đây cái bắt đầu này từ đây gõ và từ đây gõ xong rồi lại quay ra cái trang này để xem phần từ đây gõ cái thứ nó rất là khó nhá, thì khó đấy, thì khó nhất là cho người mới học chưa quen với các cái thao tác nghe nhé. Các bạn ngồi xem đoạn á, bây giờ thấy ok rồi bắt đầu mình sẽ rồi đây là người ta gọi đây là thẻ từ đây. Thẻ tiêu đề này này có một số chú ý này các bạn này, chú ý này nhé, nó là H1 chỉ dùng một lần cho một trang web. Thật ra thì ta cũng có thể dùng hàng chục lần hoặc nhiều lần
được, nhưng mà nếu chuẩn SEO các bạn thì chỉ H1 là thôi. Và thường thường cái phần H1 đấy lên chụp phần title bên trên là hợp lý nhất bạn nhớ. Đó là do vì sao các bạn vô chân dịch bấm này cho bạn nhé. Các bạn nhìn chỗ bên trên thôi, trên bên trên là máy bay đổ lốp đó, máy bay đổ lốp chỉ chạy đá này đó. Và đây là phần thẻ H1 này, các bạn thấy chưa, thẻ H1 được không? Đó, nó cũng tương tự với cái trên này. Thì ra đây là chuẩn SEO nha các bạn nhé. Và chỉ nên có một thẻ H1 thôi, không được nên có nhiều thẻ H1, không được nên có nhiều thẻ H1. Trong khi có thể cho thẻ H1 nhưng mà không lên, tại vì giống như kiểu như cảm thấy lớp nó có nhiều người điểm 10 ấy, làm sao biết ai giỏi nhất đúng không? Bây giờ phải có một thằng điểm 10 thôi, mà cảm thấy khác chín không quan tâm. Và thấy có một đứa điểm 10 thì đứa điểm 10 đấy là giỏi nhất, kiểu như vậy. Rồi à, thì các bạn nên dùng thẻ H1 thôi. Và chúng ta có thẻ tiêu đề là từ H1 đến H6 các bạn nhé. Càng số nó sẽ từ nhỏ là từ lớn nhất đến nhỏ. H1 là nhất không ạ, H6 là nhỏ nhất các bạn nhé. Lớn nhất, nhỏ nhất. Bây giờ quay vào đây mình xem cái trang chúng ta. Đó, đây là H1 này, H2 nhỏ hơn, H3 nhỏ hơn. Ok, thì đó chính là cái phần liên quan đến tiêu đề. Mình cốt xong bậc gì, qua xem từ đâu mà quên rồi đấy. Mình cốt xong bậc gì, qua xem từ đâu á. Là sao? Mình cốt xong bấm gì, qua xem. Nếu bạn làm đổi chuyển tab á, ART tab này chuyển sang này, ART tab sang này. Đó, mình dùng ART tab. Mà do đây mình dùng các bạn xem chuyển chuột này. Đó, chuyển chuột này cho nó các bạn biết sang này, sang đây. Có đúng câu hỏi các bạn nhỉ? Tab rồi F5 lâu lắm. Tab rồi F5 à đúng. Tab sau này các bạn phải refresh F5 này đúng không? F5 này cái này đúng không? Cứ từ từ mà cứ từ từ. Rồi buổi sau ta dùng cái này mà, River Saver mà. Qua yên tâm. Tại sao ở đây mình chưa dùng được? Bởi vì mình chưa phải HTML5. Mà trong khi đó River Saver này nó chưa HTML5. Không thì các bạn có thể là cài một cái. Cái này thì không cài thì cài lên thì cũng hay. Có một cái gọi là gì nhỉ? Quên mất nhỉ? Nó có một cái là run. Trước mình cài nó một lần. Nó có một cái open gì nhỉ? Mình quên. Thế nhưng mà các bạn tốt nhất là không dùng. Dùng cái kia nó hay hơn chứ, dùng cái River Saver hay hơn. Nó chẳng quên mất rồi. À đây, Open Free Browser này. Đây cái này này. Đấy, cái này nó chạy này. Giờ mình thử install với bạn em nhé. Rồi, ok. Bây giờ mình quay đây. Tải đây nó có một cái Open. Đây, Open Free Browser này. Các bạn nhé, đây chụp phải này. Rồi, Open Hit. Đây nhờ, Open Hit Default Browser này. Đó, nó chỉ cái này cho bạn. Nhưng mà không, cái này nó vẫn tù bạn nhé. Cái này vẫn tù nhé. Cái này này, vẫn tù. Cái này dùng không thích. Không thích loại kia đâu, bây giờ đến phần kia mà dùng kia sẽ hay hơn. Này, bạn, nếu bạn thích thì bạn cũng cài nhé. Mình đừng không cài đâu. Bạn cài cho mình cái này, Open Hit Browser này, chọn phải đây, chọn Open in Default Browser là nó sẽ bật cho mình cái trang, cái chôm lên hay là cái trình truyền bằng dịch bản tiền rồi nó chạy luôn cho bạn tay này. Mà tại sao nên thao tác cái này trước đã, bởi vì bạn chưa test, bạn chưa biết là thế về sau có bao giờ là bạn phải đi tìm file đâu không bạn này phải, bạn chưa chắc bạn đã biết là vào đây để tìm ra được file này. Bây giờ bạn cứ làm quen đã, không bao giờ có giới thiệu như tool nó hay nhất có thể.
chắc chắn nó sẽ có điểm vui nhất, nhưng mà mình đã mới tiếp cận nên là mình tiếp cận từ từ thôi, thu nhiều quá à. Và cái tool kia là vẫn không hay, cái trước mình may dùng cái này đấy là không hay, nó không hay đâu. Bây buổi sau mình giới thiệu cho bạn tool kia cho bạn thấy là wow hay quá chắc chắn. Nếu bạn thích dùng thì bạn dùng cái này cho mình, Open in Browser nha, mình sẽ xóa đi nhá. Đi chơi nhá. Các bạn thấy ok rồi thì chat cho mình cái dòng chữ ok cho mình xem nhé. Ok cho mình nhé. Đây để tiếp tục thì chat cho mình cho ok nhá. Thì mình thấy một số bạn không có chat. Các bạn cứ chat thôi, chat cho mình ok thôi, có gì đâu, không mất bao nhiêu thời gian mà đâu, mà nói nhanh cho mình. Tại vì mình dạy thì mình rất là sợ, sợ cái gì ạ? À, sợ các bạn không hiểu ạ. Đó thì do mình, sau mình lúc nào rất là tự tin khi mà dạy ở trên lớp. Còn dạy online này rất khó kiểm soát. Không biết là các bạn hiểu hay không, thì rất là khó kiểm soát. À, nóng vậy. Tình nha, nhiệt tình mà không hiểu thì nó cũng đang không hiểu lắm. Nhiệt tình phải hiểu, còn nếu mà nhiệt tình không hiểu thì chị chán thì bạn không hiểu thì thôi học đừng. Tại vì là học phải hiểu bạn nhé, học không hiểu thì khó lắm, thứ nhất khó cho mình nhé. Tại vì sao rồi sau mà có gì liên quan đến cấp chứng chỉ của thứ đấy không khó, tại vì đấy phải thi cấp chứng chỉ ra để mình có giới thiệu được làm thôi. Ở Hà Nội nhé, của thành phố Hồ Chí Minh và mình không có liên kết với các cái công ty nào cả. Không sao mà em thật nhé, anh thật này, anh dám khẳng định với em nhé, dám khẳng định luôn là em đi học ở trung tâm, nếu mà em cảm thấy học online không hiệu quả, anh thấy nó đúng thôi. Tại vì sao học trên này nó nhiều, có người nhanh có người chậm, người có kiểm soát lắm, nhưng mà em học trên lớp ấy dễ biết được hơn. Có những lúc bạn biết là chúng mình là sẽ có những cái buổi là support vào tầm buổi trưa hay là buổi chiều ấy, là bạn thể qua thì chúng mình support cho thì kéo bạn, không biết sao là kéo bạn, nên là bạn đang kéo yếu hơn bạn khác thì mình sẽ kéo bạn lên cho nó ngang bằng bạn khác rồi học tiếp hiểu nhỉ. Bình thường nhá, ví dụ như tất cả các bạn học lớp đều học lộ trình 1, 2, 3, 4, 5 đúng không, nhưng các bạn đi học như thế thôi. Nhưng tự nhiên bạn thấy em đuối quá, em muốn nó bổ sung thêm thì em sẽ bỏ buổi thời gian buổi chiều ra em đến trung tâm. Anh đảm bảo với em không có một bạn học viên nào mà để được anh support một mà không có lên được trình nào ấy, đập đầu tường luôn, thề luôn, dám khẳng định luôn. Tại vì lúc đấy anh rất dễ là sao, anh thứ nhất anh biết là em là có những điểm gì rồi, thứ hai em biết em chủ yếu là gì vì anh sẽ xử lý tiếp, em dễ quan sát hơn. Yếu điểm gì mà anh sẽ sử dụng những cái mà em biết, sử dụng những cái mà em biết thì sao, để anh hướng dẫn em cho nó đi đúng cái lộ trình. Không sao anh cả nhé, kể cả em thấy anh nói thật nhé, nếu mà em thấy học online đấy thì không được quá, tốt nhất là đừng đăng ký. Anh nói thật, khuyên một câu chân thành, em hãy đăng ký khóa học trực tiếp luôn nhé, là hay nhất. Đừng đăng khóa, đừng vội đăng ký online, nếu thấy online thấy hiệu quả thì không, không hiệu quả thì mình đăng ký trực tiếp thì sẽ có support. Và đương nhiên trực tiếp là nó cũng hơn rất là nhiều so với học người học online này, không kiểm soát, có thể số bạn nhanh, có thể số đối với một số bạn thì nhanh, đối với số bạn thì bạn ui anh chạy chậm kinh khủng lên tắt chậm luôn. Thế các bạn ơi, mình đảm bảo bây giờ đây bạn đang bảo mình dạy quá chậm, thề luôn. Nào đâu, mình sẽ coi các bạn là đấy, như là chưa biết gì rồi mình chỉ đi từ từ thôi. Đấy là anh khuyên một câu chân thành, em cứ suy nghĩ nhé, anh chỉ nói chỉ có đúng. Rồi, tiếp tục mình đến cái phần gì nhỉ? Đây, mình đã xong cái thẻ tiêu đề rồi và mình nhớ kỹ mình nhiều, mình rất muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn này. Đó là sao? H1
trong một trang dùng một lần ở đây các bạn này. Mặc dù mình dùng nhiều nhé, nhưng mà mình chỉ dùng một thôi thì cho chuẩn SEO. Thì khi bốc hồ vào đọc nó bắt đầu từ tiêu đề các bạn này. Đó, đọc tiêu đề này, sau đó hiển thị lên cái Google ạ. Sau đó sao, nó có đọc cái phần H1 này, nó bảo là vậy đây là nội dung cực kỳ quan trọng. Đó là lý do vì sao H1 là cái thẻ mà nổi bật nhất, nó cũng chứa cái điểm này trong và sao, và cái tiêu đề nó cũng chứa dữ liệu như này. Vậy nó coi đó là cái điều quan trọng nhất, và nó sẽ lấy từ khóa đây nó phân tích cái tiêu đề người dùng tìm kiếm ấy. Nó sẽ lấy từ khóa đây nó đẩy ra cho phía người dùng nhìn thấy nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần liên quan đến thẻ định dạng văn bản. Định dạng văn bản thì đang có tổng cộng là 4 thẻ, thẻ P, thẻ B, thẻ I và thẻ U các bạn nhé. Và ở đây mình ghi nội dung và cách thức hoạt động của từng thẻ với các bạn như này. Thứ nhất đó là thẻ P, thẻ đánh dấu văn bản. Đây là thẻ đánh dấu văn bản nhé. Thứ hai đó là thẻ B và thẻ I động. Tiếp theo là thẻ I riêng và thẻ I. Bạn nhìn đây, bạn biết là đây là thẻ gì không? Bây giờ mình thử với từng cái nhé. Thẻ P, thẻ dấu văn bản là như thế nào? Ok, đây là P, hiện đây là văn bản một với chức năng dùng tại học viện. Đây là văn bản một với những nội dung tại học viện của thầy cô. Theo các bạn là nhìn cái phần này nó hiển thị này, đây là văn bản một với những nội dung tại học viện kèm code đúng không nhỉ? Và các bạn bảo là anh ơi, tại sao cái thẻ H1 này, thẻ H2 này, thẻ H3 này nó cũng làm hết một dòng mà sao không? Thì sao nó cái nội dung này nó không về trên này, nội dung ba nó không về trên này cho thành nội dung một, nội dung hai, nội dung ba làm cũng hết một dòng thì sao nó phải xuống dòng hết như thế này? Để giải thích điều này mình ép ra cho các bạn, bạn yên tâm là khi bao giờ học thì mình sẽ thì nói rõ hơn trong cái vấn đề là tại sao cái thẻ này nó lại chiếm nguyên một dòng như này. Đây các bạn nhìn này, hover đây các bạn thấy này, nó thẻ này chiếm nguyên dòng này, thẻ H1, thẻ H2 chiếm một dòng, H3 cũng vậy, và thẻ P đó chiếm một dòng, nó không chấp nhận những cái thằng nào mà đứng cạnh nó chiếm nguyên dòng luôn. Đó, về sau chúng ta dùng CSS và chúng ta bắt nó ấy, không được phép chiếm một dòng được. Thế các bạn cứ từ từ nha, cứ hiểu là đây cái thẻ gì đã, cái cách thức hoặc là cái chức năng của nó đã, rồi bao giờ bạn hiểu rõ được là tại sao lại ở trên một dòng thế thì học cái CSS các bạn nhé, yên tâm là sẽ biết, không phải lo về đó nha. Rồi thẻ P ở đây là thẻ chứa văn bản đúng không? Rồi thì ở văn bản các bạn nhìn đây, văn bản chứa một cái nội dung, một đoạn văn bản nào đó thì nó khá là dài, đoạn văn bản ra đây, ví dụ đây thẻ P có thể chứa cả cái này bạn này, nó có thể chứa cả nó này, đó thể chứa cả nó này thôi, à, chứa đoạn các bạn đánh dấu đây là đoạn các bạn thì cái P sẽ chứa như vậy, ok, đó thì đây là phần chứa đoạn các bạn. Vậy phần tiếp theo này thì trong thẻ dưới thẻ P chúng ta có thẻ B là thẻ in đậm, đó B là in đậm chứ. Cực cho S à, các bạn nhìn này, quay vào đây thì phép các bạn thấy cái chữ in đậm đúng không? Bây giờ tại sao lại sinh ra thẻ B này, mục đích nó in đậm với chữ in đen thôi. Ví dụ trong cái đoạn văn bản là thế nào, ta muốn in đậm cái gì nhỉ? Chữ in đậm code ở đây đúng không? Thì có mục đích code này là gì? Đưa thẻ B vào, bởi vì sao mình đưa thẻ B ở đây, bởi vì đây là đôi mà các bạn chú ý cho mình này, cái chú ý bên trên này nữa, đó là thẻ đôi được rồi, thẻ đôi trên tại thẻ đôi hoài hết nhá, thẻ đôi có thể chứa lẫn nhau, bởi vì sao, bởi vì nó là thẻ đôi, là thẻ đôi này, thẻ đôi mà nó có cái phần nội dung tác động với thẻ này, vì vậy là trong cái phần nội dung tác động với thẻ này, đây thẻ B này cũng là phần nội dung nằm trong thẻ B, thẻ B là phần nội dung nằm trong thẻ B, vậy đưa cái chữ UGN code vào trong thẻ B này. Vậy UGN code này tác động với cả hai thẻ, thẻ thứ nhất là thẻ B, thẻ thứ hai là thẻ B,
và nó đi đợi chữ này trong cái đoạn văn bản đây, nó liên quan đến em nhé, một chữ s, chữ s và mình refresh, các bạn thấy chữ event code ở đây động rồi nhỉ. Đó thì cái chức năng của những cái thể rồi như vậy, nó chỉ là lồng ghép vào với nhau tạo thành một cấu trúc xác định. Ok, đây là cách hoạt động của thẻ nhé. Vậy thì trong một thẻ đôi và trong thẻ con đây thì chứa nhiều thẻ con, nó quan trọng đó là thẻ đôi nó chứa được. Ok, đợi vậy tiếp theo mình có một cái thẻ đó là thẻ kia và y cái đoạn mình ghi rõ ở đây luôn này. Rồi, rõ ràng là chúng ta đã thành kia rồi. Tiếp, và còn tại sao lại làm hết cho một dòng thì nó sẽ được giải thích trong cái phần CSS, các bạn yên tâm là các bạn sẽ hiểu nha, không sợ, không lo về đó. À. Thẻ B, thẻ B, và tiếp theo chúng ta sẽ đến thẻ là thẻ U, thẻ chân, thẻ chân. Sao lại cái chân được cái nội dung này, bởi vì sao, vì nó nằm trong thẻ U và nó nằm trong thẻ U thì nó bị tác động của thẻ U nên là nó sẽ phải đi à, cái chân đó. Ok, bây giờ mình có một cái này là muốn một cái chữ nó vậy đây với riêng của cái chân, tức là nó bao gồm cả ba cái này, vừa đậm vừa in riêng và vừa cái chân thì làm thế nào. Chúng ta rất đơn giản thôi, chúng ta tạo một cái thẻ bất kỳ như từ thẻ U hay thẻ Y thẻ B, thì trong thẻ U này mình cho một thẻ B, trong thẻ B này mình cho một thẻ Y, trong thẻ Y này mình sẽ nội dung dùng trong đây. Vậy cái nội dung trong đây nó bị tác động với cả ba thẻ là thẻ U, thẻ B, thẻ đóng nó ở đây các bạn đưa vào đây dạng này. Ok, các bạn nhớ cho mình, các bạn nhớ cho mình nhé, các bạn chỉ nhớ tên thẻ thôi. Ví dụ thẻ U này mình U nó ra cho mình một cái enter đây cho bạn nhé, trong thẻ U này đó, giờ trong cái này cho thẻ B luôn. À, bây giờ mình sẽ chữ là chữ đặc biệt S, mình sẽ quay vào đây các bạn nhé, quay lại rõ ràng là chữ đặc biệt này với đậm vừa nghiêng và vừa chân, nó sẽ mang chất của cả ba cái đó là lý do vì sao nó sẽ hướng với nhau này. Dạ, đó thì ở đấy nhỉ. Ok, mình sẽ dừng lại từ giờ tầm 2 phút để các bạn đợi chứ mình có thể một số bạn cảm thấy nhanh các bạn ký nhận cảm thấy xem có bạn nào có hỏi gì nhá. Ok, mình vừa kiểm tra lên cho các bạn tầm 2 phút xem các bạn xem có thể nào không. Chat cho mình cho ok để mình biết được là mình tiếp tục nhé, mình tiếp tục này. Nếu chúng ta vừa hỏi thì các bạn sẽ hỏi, nếu bạn có giải thích thì các bạn có thể là bảo là bật mic lên, các bạn có thể bật mic cho mình, bật mic cho bạn nhé. Và tất nhiên là nếu có phải chẳng như là em muốn là cấp chứng chỉ ạ, mà em bắt buộc phải
tự làm mục đích nhá, nhưng mà mục đích quá hợp lý. Sáng là bò đã xong video tạm lại. Ok, em sẽ dành thời gian ra anh chị ngồi soạn ra nhá. Mình sẽ dành thời gian và mình sẽ soạn cái bộ giáo trình nha các bạn. Tổng hợp lại những cái phần thế này, thật ra là mình cái phần này thì cơ bản quá, mình khi mình tổng hợp thì cũng cơ bản. Còn những cái phần phức tạp như là veo hay là các ngôn ngữ phức tạp thì mình tổng hợp lại đây cơ. Này, chẳng như là veo thì mình tổng hợp lại đây này. Đó, chỉ còn mình hát tin nhau đấy nó đơn giản quá là mình cũng không có tổng hợp nhiều. Bây giờ mình sẽ chúng ta ra tổng hợp lại nhé. Tổng hợp lại rồi mình sẽ gửi cho các bạn. Đó, không biết có bạn nào có hỏi không nhỉ? Các bạn yên tâm là sau khi thường thường mình kết thúc những thành phần quan trọng thì mình sẽ có một cái bài dành kiểm tra giống như kiểu phần thực hành này. À, ví dụ như là gì nhỉ? Phần tiếp theo nhé, tiếp theo nhé, thực hành này. Đó, mình sẽ có những cái thành phần thực hành kiểu như này, cơ bản thôi, xây dựng một cái phần thành phần như này. À. Đó, chẳng hạn đây. À, em mình cũng định tính là đây, những phần thực hành này mình cũng có đấy này. Mình cũng có phần hướng dẫn này. Đó, cho các bạn làm thử. Thế còn bao giờ mình có dành thời gian ra mình sẽ tổng hợp lại nội dung nha các bạn nhé. Mình tổng hợp lại nội dung à. Rồi, các bạn nào cần hỏi cái gì nhỉ, quên. Nếu bạn thấy ok rồi, các bạn chỉnh chat chỉnh ok thì tiếp tục bài giảng nhé. Ok. Tiếp tiếp đi các bạn, bạn nào thấy ok rồi thì chat cho mình ok ạ. Chắc ai biết cái Zalo của anh rồi đúng không? Em thử là chắc là Zalo của anh nhé. Sau đó này anh biết là em hiểu. Anh hiểu em rồi, tức là em làm khá cơ bản để mà hấp thêm em sẽ hết rồi. Và em muốn kết quả học được quá mình để bổ sung thêm những kiến thức gì.
để em biết tắm. này, em có định hướng này, em có lên học hay không, đúng không? Tắm rồi. Kiểu kiểu như thế. Thế thì thoải mái lên nhé. Ok. Rồi sau một số bạn này bị ao ra không vô được nhỉ? Giỏi hả? Giỏi thân chưa? Đây là đầu tiên mình đi luôn ạ. Nha. Đấy. Sao một số bạn không vô được nhỉ? Cái này chưa xong mà. Ôi giời, 3 năm 23. 3 năm 23. Rồi, bây giờ mình đến cái thành phần ở đây. Ra tiếp tục nha. Thì đã bình tiên rồi, tiếp tục đến này. Thẻ đi đến danh sách các bạn này. Thẻ đi đến danh sách. Chúng ta có thẻ ULRI. Tại sao mình đi UL xong mình đến ngang ở đi như này? Thực ra lại đi UL mình đến ngang ở đi như này cũng thích đấy nhá. Đó là hai thẻ đấy lúc nào nó bị cùng với nhau, không được tách rời. Đó, mình gọi đây là thẻ danh sách các bạn nhá. Ví dụ như là UL. Tức là trong cái thẻ UL ra quyền như thế này các bạn. UL này có thẻ UL nó bên trong của nó chứa thẻ mới. Vậy là hai thẻ lúc nào cũng đi cùng với nhau các bạn nhé. Và lưới như này nó bên dưới thì ví dụ như là danh sách của người ta gọi đây là đó là thẻ danh sách không tự, không tự nhé. Còn dưới cái thẻ quay lại cái trang này, mình sẽ reset lại cho các bạn xem. Như biết là vì sao mà các bạn không vô rồi. Hello. Okay. Rồi đây, các bạn nhìn thấy là cái phần đây số 1, 2, 3 đúng không? Này, và nó không có ghi số 1, 3, số 3 đấy, vậy nó là không có thứ tự. Đây là thẻ danh sách. Vậy thẻ sách tại mục rubric áp dụng cho những cái gì? Nó thường thường áp dụng cho những thành phần menu này các bạn này. Đó, thành phần menu này thường sử dụng ULRI nhá. Mình kiểm tra xem trong bên này nó có dùng không. Dùng ra, có các bạn nhìn thấy UL đấy không? Thẻ UL này. Bên đây là dưới đây là thẻ LRI này. Các bạn nhìn rõ không ta? Được rồi. Đây, click vào đây. UL này, LRI này, thấy không nhỉ? Một thẻ UL và thẻ LRI này. Các bạn thấy nhỉ? Đó, vậy là ULRI là thẻ danh sách của nó cũng có thể được CSS lại. Sao cho nó giống như cái gì phần như trên này. Ở đây nhá. Nó được CSS lại sao cho giống thành phần như này. Tại sao bây giờ bạn chắc tìm nhau như thế này các bạn thì xấu và yên tâm và học CSS của bạn sẽ làm nó đẹp hơn. Nhưng không phải lo ở đấy nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến thẻ ORLI, bây giờ mình sẽ copy ULRI này. Xuống dưới, mình thẻ đây, cho đây là ORLI. UL này là thẻ danh sách. Danh sách không thứ tư. Thật ra các bạn nhìn sơ đồ tư duy các bạn biết rồi. Đúng không? Đó. Còn bây giờ dưới đây là thẻ vị trí. Danh sách có và các bạn nhìn xem có thứ tự khác thì không tự nhận refresh đó 1, 2, 3 thứ tự nó khác rồi không có thứ tự nha. Đó là hai thẻ là ULRI và thẻ ORLI ạ. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có cái thẻ đây nữa.
vô đây nha, thì sẽ có một cái thẻ chưa liên kết, người ta gọi đây là thẻ A, người ta gọi đây là thẻ chưa liên kết này. Rồi thì trong cái thẻ chưa liên kết này sẽ có gì? À, đi trong thẻ A này là Google, thì cái công chữ S đấy, hãy đi qua xem công chữ S. Bây giờ quay vào đây và đây phép và thấy cái chữ Google nhỉ, và chúng ta hover vào cái gì là tay kích vào đây thì nó sẽ quay, vẫn quay lại chính trang này chúng ta. Vậy nó cần cái gì? Do là thẻ chưa liên kết, mục đích của nó sẽ liên kết từ trang này tới trang khác, giống như là người dùng đây kích vào thế giới này nó ra một trang khác này, đó kích vào xuất bản này nó ra trang khác này, đó kích vào trong cái phần tôi đi nghe trong quán cũ này, đó, nó ra một cái trang liên quan tôi đi trong quán cũ. Ok nha. Ok, vậy thì mình sẽ thử cho một cái đường dẫn. Thì trong một cái thẻ A như thế này nó sẽ có hai cái loại đường dẫn quả nhá. Đó là đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối. Đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối. Ok, là có hai đường dẫn là đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối ha. Rồi thì đường dẫn tương đối là đường dẫn rất đơn giản thôi, mình không cần phải giải thích gì ra hoặc cả. Đường dẫn tương đối là đường dẫn không có HTTP. Còn đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn có HTTP. Rồi không cần phải nghĩ nhiều đường dẫn thế nào là đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối này kia cho phức tạp. Đây ok, mình sẽ miêu tả ngay một cái đường dẫn tuyệt đối cho bạn xem. Ví dụ ở đây các bạn mình công C này, mình sẽ paste thử lại đây cho bạn nhìn khoảng cái chữ HTTPS này nhỉ. Vậy đây đường dẫn tương đối hay đường dẫn tuyệt đối? Đương nhiên là đường dẫn tuyệt đối. Đây các bạn nhìn này, đường dẫn tuyệt đối là có HTTP, thì đây là HTTPS nghĩa là có HTTP rồi nhỉ, vẫn có HTTP không sao cả. Mình công C mình sẽ đưa vào đây đi, đưa vào đây nha, đây đường dẫn tuyệt đối nha, đường dẫn S nha, và mình thử quay vào đây. Mình bấm ngay reset lại này, reset trang và mình bấm ngay thử vô đây xem nó sang trang nào nhé. Các bạn thấy cái chữ mờ mờ bên dưới góc trái không? Đó, thì nó sẽ lên trang trang vào để kích nhé. Đây, hai trang này giống nhau không? Đó, đây cũng là tôi tìm em trong bản cũ và đây cũng là tôi tìm em trong cũ. Và đây người ta gọi là đường dẫn tuyệt đối. Nó rất tuyệt đối, nó cũng được là kích vô trộm rồi. Đấy. Nó xác định của mình, thì xác định của mình sẽ vẫn xác định. Xác định của mình cái này. Trang xác định trong một siêu xác định. Nào, ví dụ đây mình muốn lên trang của trang Google nhé, mình cái gì là HTTP, ok, rồi sẽ quay vào đây, mình quét này, đường dẫn này, bấm vào đây này, rõ ràng là cái chuyện hướng ngay lên trang của trang Google nhé. Đây người ta gọi đường dẫn tương đối. Vậy đường dẫn tương đối là đường dẫn nào? Đường dẫn tương đối là giống như kiểu như là khoảng cách với một người khác nào đó. Ví dụ như là ở đây thì bảo là cái ba hay là cái tua là cách tầm một mét. Mà các bạn không biết ở xung quanh mình thì nó ở mét bên trái hay bên phải đâu hết, chỉ bảo là à cái tua nó ở mặt trái thôi. Đó là kiểu đường dẫn tương đối như vậy. Bây giờ mình thử đường dẫn tương đối các bạn nhé, đường dẫn tương đối là không có HTTP. Vậy bây giờ ví dụ mình sẽ tạo một cái file ở trong HTML này, mình sẽ tạo nó tên là trang web 1.html nha. Mình tạo một cái file tên là trang web 1.html và đây mình ghi là một cái dòng chữ như nào. Xin chào tất cả các bạn. Đó, các bạn thấy không? Xin chào tất cả các bạn. Rồi, bây giờ nha. Mình muốn là mình bấm một cái đường dẫn như thế này. Đây là đường dẫn tuyệt đối nha. Còn đây là đường dẫn tương đối. Cho đường dẫn tuyệt đối như thế này. Thank you.
đây, mình không biết trang này, nhưng mà mình sẽ mua trang. Đây là trang trang web nội dung của cái thẻ hào. Đây là trang web của vậy mình đứng cái đây này các bạn này. Mình hãy liên tưởng mình là một cái con người thì đứng trong một căn phòng. Mình tên là gì? Mình tên là Lý Thuyết thì HTML. Mình đang ở trong căn phòng HTML này. À, mình đang ở trong căn phòng này đây. Sẽ vẽ cho các bạn xem cái hình dung được nha. Tên. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ một cái liên tưởng cho các bạn dễ hình dung. Mình đang có một, mình đang ở trong căn phòng. À, mình tên là tên là Thuyết chấm HTML. Đó, đứa nữa đang ở trang web, một đứa trang web mà cũng nằm trong văn phòng này. Nó cũng ở trong cái phòng này. Ok, hai thì đứa này nó đều cùng nằm trên một cái phòng, phòng này thì là phòng HTML. Đây, giống như thì cái cấu trúc này của mình này. Đó, đây là mình này. Mình đặt tên Lý Thuyết. Bây giờ mình bảo này, hai người của một phòng, bây giờ mình muốn gọi thằng này được không? Được, gọi thẳng luôn đúng không? Lên gọi thẳng luôn đúng không? Vậy, mình sẽ đưa về đây. Mình sẽ gọi thẳng luôn đấy. Mình này, trong cái code hỗ trợ của mình một cách là tìm kiếm cái folder hay là những cái file xung quanh của cái cách. Mình gọi thẳng luôn cái trang web này. Bây giờ mình thử xem nhé. Tại vì ở đây nó không có cái đuôi HTTP đúng không? Nên là nó là tương đối. Do bây giờ mình quét lại, mình bấm một chỗ trong web một rồi nhé. Thì đấy rõ ràng nó sang cái chữ là xin chào tất cả các bạn đúng không nhỉ? À, cái này nó cũng là quay vào đây. Rồi nha, bây giờ mình sẽ lại làm cái gì phức tạp hơn. Phức tạp hơn nhé. Mình làm phức tạp hơn. Đó. Bằng cách sao? Mình sẽ tạo ra một cái phòng nữa. À, một cái phòng nữa đây. Một cánh cửa. Bạn xem. Mở cánh cửa này ra nó sẽ link đến cho mình cái phòng. Mở cửa này ra nó sẽ đưa mình đến cái phòng mới hoàn toàn. Và phòng này thì chứa thằng thằng tên là trang web. Trang web tên em. Đó, vậy thằng trang web 1 này ở phòng khác rồi nhỉ? Mình ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm theo cấu trúc này nhé. Bây giờ mình tạo cái folder mình ghi ở đây đó là phòng. Tên folder là phòng 1 hay tùy đó, tùy các bạn nhé. Bạn thể ghi là phòng này tên là phòng web. Đây, phòng với tên là web. Bây giờ mình đưa cái thằng trang web 1 này vào trong cái phòng web này. Tương tự như cái việc chúng ta nhìn thấy đây. À, đây, bạn đi này. Lý Thuyết nó ở trong cái phòng HTML. Lý Thuyết nó ở trong phòng HTML này. Nha. Trong phòng HTML đây là phòng HTML. Ở đây là phòng web. Vậy bây giờ mình muốn gọi thằng trang web này thì làm gì ạ? Mình phải mở đến đây và mở cái cửa này ra, mở cái cửa này ra thì mình mới vào trong cái phòng web này đúng không? Và mình vào trong phòng web này thì gọi là cái thằng trang web phải chuẩn bị từ nào ra đúng không? Đó là điều đơn giản thôi, mở cửa vào trong phòng gọi cái trang web phải chuẩn bị từ nào ra giống như ở đây. Bây giờ đường dẫn này là không còn đúng nữa, chúng ta phải làm gì ạ? À, mở cửa phòng ra, mở cái phòng web này, mình công chức test này, bấm vào đây. Trong cái phòng này có một thằng, đó là trang web của này, mình gọi nó. Đó, quay vào đây, mình test lại và mình bấm thử trang web này. Đó, được hiển thị cho mình. Xin chào tất cả các bạn đến với học lập trình cùng Udemy Code nha. Đó, rất đơn giản, cái đơn giản này. À. Rồi, thì đây người ta gọi là từ tương đối các bạn nhé. Rồi, bạn có hiểu được cái phần này nhỉ? Nếu bạn nào hiểu rồi có thể là chat ok nhé các bạn nhé. Biết là các bạn hiểu rồi nhé.
bạn nào mà thấy rồi, ok. Ai nhỉ? Không hiểu tại sao một số bạn lại thích sao là không vô được luôn đấy. Thì luôn. Này các bạn cứ gửi tin nhắn cho mình không vào được này. À, đây đấy. Từ cái lúc mình bật cái này luôn thì từ cái lúc mình bật quay video luôn nhưng các bạn không vô được. Rồi sau mình xem không quay video nó vô không nhỉ? Mình biết là lúc nãy vừa bấm quay video cái các bạn không ngủ luôn. Rồi bây giờ mình xong cái thẻ A này, bây giờ mình đến thẻ trung tính nhá. Thẻ trung tính người ta gọi là thẻ spam. Thẻ spam này thì chúng ta bây giờ học đến phần là sẽ nét thì sẽ nói rõ hơn với thẻ spam này và mục đích của nó, các bạn hiểu ý tưởng của mình như này. Ví dụ như là mình có một trang sao ra đây, ví dụ mình có một cái phần nội dung kiểu này đi. Xin chào tất cả bạn đến với học phần và chị đường cốt này, mình có thể để các phần nội dung này bằng thẻ B và này để toàn bộ nội dung thẻ B, nhưng mình muốn nội dung này nó nổi trội lên. Bình thường các bạn sẽ để thẻ B đúng không? Bây giờ mình muốn nổi trội kiểu khác cơ, nổi trội kiểu như là chữ hoa văn nào đẹp đẹp thì nó cơ mà mình phải tắt được bằng chữ nét cơ. Thì người ta thường thường người ta sẽ kèm cái nội dung này vào cái thẻ spam để cho một cái thứ tương tác vào thẻ spam thì nó gì thay đổi cái phần đường cốt này thành một cái chữ là nó đẹp hơn đó, kiểu như vậy ha. À, thì bây giờ đến phần CS mà đến cái lúc mà áp dụng cái spam này thì mình nói cho bạn là bên ngoài yên tâm sẽ có đồng đến nha. Và cái phần thẻ deep nữa, thẻ deep này thì quá nhiều luôn các bạn ấy. Bây giờ thì mình chưa có nhiều thẻ deep này, nhưng mà đây nó là thẻ mà xuyên suốt trong tất cả các gì các bạn học cần dùng liên quan đến, đó là cái thẻ dùng nhiều nhất trong tất cả các thẻ từ độ sử dụng. À, bây giờ thì mình sẽ miêu tả cho bạn thẻ deep với mục đích nó sinh ra để làm cái thẻ. Rồi, bây giờ thẻ deep là thẻ như thế nào? Nha. Các bạn hiểu đơn giản cho mình. Thẻ deep là thẻ gom nhóm. Thẻ gom nhóm như thế nào nhỉ? Này. Nó sẽ hiểu như sau. Thẻ cứ bật tiếp tục lên. Ok, mình sẽ bôi đen cây cho các bạn. Đó. Người ta sẽ cho cái khối này ta là thẻ deep. Này. Khối này này. Đây là một deep. Đó. Sau đó sau khi nó xây dựng xong này á, xây dựng xong một khối này, xây dựng xong một khối này, người ta bắt đầu sao? À, người ta paste xuống dưới đây, paste xuống dưới đây, hoặc là paste xuống dưới đây. Tại vì nó có cùng một cấu trúc, nó cùng một cái khối, người ta đưa cái thẻ deep vào, sau đó sao? À, người ta sẽ đưa những thẻ khác của nó tạo thành cái hình như này á. Sau đó người ta copy cả một cái clip đó, người ta paste, người ta paste, người ta paste, người ta paste, người ta không phải được đấu thêm mà người ta thay mỗi nội dung là sao? Đó là chức năng để clip đấy. Bây giờ dùng cái khối này bạn. Đây, khối này đi. Mình vào view này. Đây, mình sẽ lấy, mình tạo cái thẻ đi. Bây giờ xây dựng xong khối này. Bạn biết đâu đó trong một trang web này các bạn, nó sử dụng khối này một lần nữa là người ta chỉ copy cả khối này. Cả khối này. Đó, ta đi. Tập kết và cái thành phần mà người ta muốn là thôi, không nhỉ? Đó, và các bạn thấy là khi các bạn thấy là cái khối của tất cả, các bạn thấy cái khối đây nhỉ? Đấy, nhìn đây, người ta xây dựng hẳn cái văn tê media này mà khối to đùng này luôn. Sau đó là người ta sao? À, người ta đứng đây xem có cái gì của cái đó, cái đấy như thế nó không? Ví dụ mình xem còn cái nào không? Đây, ví dụ như thế này đi, này cái khối này, người ta xây dựng xong một khối này. Sau đó người ta copy khối này, người ta paste xuống thì phải được một đống phần dữ liệu này không? Toàn dữ liệu chung nhau thay mỗi ảnh là được dùng thôi. Cả cái đây này.
thằng luôn này. Đây, thể tự này. Người ta dùng thể hiếp, người ta bao, người ta tạo cho mình cái khối này. Sau đó thì người ta này nhá, copy cái khối này. Người ta paste là 4 lần, không phải là 4 khối này không? Thì nó cùng nhau cùng cấu trúc thay mỗi người dùng thôi. Đó là khi đi qua thì thấy một trang web, cuối cùng một trang web có xây dựng với rất là nhiều khối, vài khối là nó hợp lại với nhau. Thì trang web không có nhiều đâu. Ok đi nhỉ. Đó, đó là cái phần của thành tích. Và đương nhiên rồi, bao giờ mình sẽ thực hành cái thành tích này nhiều hơn nữa. Nhiều hơn các bạn nhé. Chúng ta sẽ thực hành cái thành tích này nhiều. Được. Rồi, có phần form này thì liên quan đến gửi dữ liệu. Thì mình sẽ từ từ hãng bắt động đến phần form này nhé. Mình sẽ động đến những phần thẻ đơn trước đi. Thẻ trước đi. Thì đầu tiên là thẻ ở trong cái phần trên này ta vừa tìm hiểu thẻ đôi rồi. Bây giờ xuống đây chúng ta tìm hiểu thẻ đơn nè. Thẻ đơn thì nó có 3 thẻ. Thẻ BR này các bạn thừa biết là thẻ xuống dòng rồi đúng không? Đây, thẻ BR xuống dòng này. Thẻ đơn. Và các bạn không phải nhớ trong Windows thẻ đơn nó thẻ đôi các bạn yên tâm. Các bạn chỉ cần nhớ tên thẻ thôi. Rồi, ba bảo là thẻ spam khác gì so với thẻ đi bạn. Ok, bây giờ các bạn hãy liên tưởng cho mình này. Thẻ tiếp là thẻ tạo khối. Tạo những khối này trong khi thẻ spam không tạo được. Các bạn nhé. Không tạo được bởi vì nó thẻ trung tính. Đây, đây. Như thẻ tiếp là dùng để tạo những khối này. Sau đó người ta có một khối này, người ta paste được cái đầm đó. Thì tạo thành chung chung. Còn thẻ spam nó chỉ làm gì thôi. Đây, chút mỗi thẻ spam nào ở đây ra. Ví dụ này đi. Cái bàn cái gì mình chữ này nhỏ được không? Đây, các bạn nhỏ nhỏ luôn. Thì cái chữ xe này này, người ta cũng có thể để một cái thẻ spam, sau đó người ta đi động chữ này lên. Cũng là cũng có thể người ta dùng để bê chữ này. Nhưng mà họ có thể dùng thẻ spam để cho nó nhỏ ra à, và nó bằng đúng xe luôn. Khi người ta không dùng cái thẻ spam để tạo ra cái khối như thế này nhé. Khi người ta không dùng thẻ spam để tạo ra khối như này đâu. Ok. Đó. Thế mình phải có một cái nội dung nào thì sẽ rõ ra. Này, ví dụ như các bạn nhìn này, ví dụ nội dung đây thì người ta cũng có thể là đưa cái số ở đây này, 3 triệu này vào trong cái phần gì ạ? À, phần cái phần spam ấy, các bạn cũng được đấy. Đó. Chẳng như phần nội dung nào nhỉ? Nội dung nào mà nó phải có một cái điểm thì nó lộn lên thì người ta không đưa vào cái spam được. Đây, qua như này, đây. Ví dụ như là cái chỗ này này, một đống chữ này đang kiểu à, đầm này không bình chữ cập nhật đầm này nó nhỏ này, đang bị đưa vào đây. Để spam chứa mỗi chữ cập nhật của tôi rồi, ta sẽ test sao cho cái chữ nó nhỏ như vậy, mà nó test nét như vậy, nó tưởng như vậy, nhé. Nó thành một chữ khác, màu được màu khác. Đấy, cái mình đang muốn nói là cái như thế này này. Nha. Nó không thể nó khác hoàn toàn từ cái nhé, thể tiếp phải chưa cối. Ok chưa toàn. Để cho em nhỉ. Ok. Đó. Spa nó kiểu vậy, ví dụ mà em viết một cái đoạn bản nhỏ này, tự nhiên em muốn in đỏ chứ này đi. Đó, thì làm gì có thẻ nào để cho chữ thành màu đỏ đâu. Đúng không nhỉ? Thì người ta phải kẹp vào đây. Toàn bộ chỗ này là thẻ P chứa rồi. Người ta phải kẹp vào đây một thẻ trung tính, thẻ spam. Đó. Thì em đừng quá dọc khuôn quá là để cái thẻ nào ra. Nó tùy từ lúc các em nhé. Tùy từ lúc người ta dùng thẻ như thế nào cho đến quét là cái phần nội dung ở đây này. Đây là thẻ P này. Và trong đây nếu thẻ trung tính là sao nó trung hòa, trung hòa với các thẻ thì khi con bút ngủ đọc ấy. Nếu chẳng hạn em để ở đây thì hát luôn cái nhá, thì con bút đọc thẳng thẻ hát một này thì nó cũng đọc qua thẻ B luôn, vì ông nghĩ đây hát một là thẻ quan trọng, nó đọc trước
nếu mà em để đây thẻ spam ở đây trung hòa với cái thẻ p này, nó sẽ coi thẻ spam như là một cái từ bình thường, nó vẫn đọc từ trái qua phải, nó gặp thẻ spam nó chả bị nhảy đâu hết, nó vẫn thế đọc như này đó, hiểu nhỉ? Đó, người ta gọi là thẻ trung tính. Còn có những cái thẻ nha mà bốt Google đọc ở đây, nó gặp cái thẻ đấy phát nó phải nhảy sang đọc cái khác này, vì nó nghĩ là nội dung tiếp theo nó không thể đọc đó, nó kiểu như thế nhé. Thế người ta gọi thẻ spam là thẻ trung tính. Rồi, bây giờ thì thẻ, thật ra hai cái thẻ là BR và thẻ HR này, người ta dùng ít lắm, là mình vẫn vẫn nên dùng. Thì bao giờ mình bấm test để biết cho nó rõ, rõ ý kiểu sao. Có những trường hợp mà bạn không cần phải xếp hết của bạn, nó là một cái chỉ số hóa đấy, dạng của thẻ BR trong dòng. Nên thẻ BR trong dòng nhé. Mình thẻ này thực hành rồi. Rồi, và thẻ HR để kẻ ngang. Đây chúng ta gọi ngang mặt. Bây giờ mình thử quan sát bây giờ này. Rồi, bây giờ mình quay vào đây các bạn xem này. Phép. Đấy, quay này. Đó, mình thấy rõ ràng là cái kẻ ngang đây này. Rồi, quay qua cái kẻ ngang xong. Đây rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái thẻ tiếp theo. Nó là thẻ dùng nhiều là thẻ IMG các bạn nhé. Đúng rồi. Đó là thẻ hiển thị ảnh. Thì tất cả những phần nội dung mà các bạn nhìn thấy này, có phần ảnh đây này, thì là thẻ hiển thị ảnh đâu? Đây là thẻ IMG này, đây là thẻ IMG này. Cứ nhìn thấy ảnh thì đây chính là thẻ IMG luôn các bạn nhé. Ok, thì thẻ IMG này nó chứa ảnh thì ảnh có hai dạng, là được dẫn tương đối với đối với các bạn nhé. Trong sau khi mà mình web được theo người ta yêu cầu nó phải có cái ART ở trong cái thẻ, nó thì IMG thì giải thích rõ cho là IMG đấy thể hiện cái gì ạ. Đó là cái chức năng của IMG các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bạn này.
Rồi các bạn nhìn này, bạn thấy bảo là ơi, thế tại sao cái phần cái trang web 1 rồi cái phần này nó lại cách cách nó khoảng cách ở đây, các bạn nhìn này, có một cái gì đó mà các bạn thấy khó hiểu và tại sao lại như vậy. Các bạn hãy dùng một công cụ cực kỳ đơn giản thôi, đó là F12 của Google để tạo ra, bấm vào đấy, đấy con trỏ đây, mình sẽ hover vào xem lý do vì sao. Các bạn thấy không nhỉ? Các bạn có thấy cái phần xanh xanh mà nó kê ở bên kia không? Thật ra nó là của, nó là button của cái thẻ, của cái khối là khối OL này. Các bạn nhìn cái OL không nhỉ? Mà nó thấy OL không nhỉ? Vậy cái phần nội chúng ta viết đang ở trong cái thẻ OL. Các bạn nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn kỹ nhìn chứ. Các bạn thấy OL không? OL đang chứa cả cái Google chắc chắn các bạn chứa cả cái phần này này. Đúng không nhỉ? Bây giờ mình quay lên xem có đúng nào không? Thẻ OL của chúng ta chứa rồi. Đây, OL chúng ta nó có một thẻ nhưng mà nó không có đóng, bởi vì viết ở đây này là UL của phần OL. Chúng ta viết OL đây, nó đóng tại đây. Chứ nó không, nếu nó viết chỗ nào đóng ở đâu ấy, thì nó đóng từ trên này xuống dưới cùng luôn các bạn nhé. Nó sẽ coi như là toàn từ đây đây, nó sẽ đóng hết. Đó, bây giờ viết lại OL nha. Viết lại cho mình cho, xem nó có hết không nha. Thì bây giờ có chỗ đóng thôi, là xuống dây nữa mà có padding, nó padding là một khái niệm trong một CSS mà có thể được một sau làm nhau ra giờ lên cái phép này đó. Vậy là nó có đóng rồi thì nó chỉ co cái này lại, padding cái này là quản thôi. Và padding là gì? Bây giờ học nó sẽ quản tiếp nha. Ok, đó là cái mà mình cần phải trong cái buổi này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình dừng lại, các bạn xem có bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn xem có câu hỏi là câu hỏi không ta? Các bạn nhớ chứ? Rồi mình out ra các bạn ạ. Mình vừa bị out ra do dung lượng nó mình bị out ra do kiểu như là quay video dung lượng cao quá. Thế là nó kích ra bắt mình phải ghi đặt cái file vào đấy. Sau đó là mình kết thúc luôn cái video này mình luôn á. Trời. Đó, tại vì quay video này nó đến tê ra. Ok, chờ xíu nữa để xem. À, các bạn xem đi, xem một chút nào còn hỏi đây không ạ? Rồi em bị ao ra, tức anh bị ao ra, tất cả bị ao em nhé. Tất cả bị ao, không phải mỗi em đâu. Đây, tại vì nó quay quá dung lượng ấy, nên là nó bị ao ra bắt để ghi file đã. Các bạn vô nha, còn mấy bạn nữa các bạn chưa vô được.
Các bạn xem có chỗ nào còn hỏi không? Các bạn xem chỗ nào còn hỏi không ta? Nếu mà các bạn không có câu hỏi là còn hỏi thì mình sẽ có thể là gửi cho bạn một cái bài tập ba. Và bài tập xong buổi sau các bạn học tiếp về bài tập sau đó là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ tư đúng không? Thứ bảy chúng ta sẽ lại tiếp tục cái buổi HTML nhá. Tại vì chắc là hôm nay có thể là do một số chẳng một số bạn không vào được nên là sẽ mất thời gian một xíu. Tại vì cũng có một số bạn ao ra xong rồi đâu rồi ta. Chắc là do mình quay dung lượng nó cao quá nên một số bạn bán vô không được luôn. Lúc nãy bạn mình vô nhưng mà không có vô xem được. Ok. Thì kết thúc video mà em sẽ gửi ngay trên Zalo nhé, kể cả cái phần video anh xem nó ở đâu rồi, nó quay ở đâu rồi đã. Đấy, em rồi anh sẽ gửi luôn cả cái video đã nghĩ rồi, video thực sự nó lặng lắm. Okay. YouTube này. YouTube thì chắc anh phải quay em ạ. YouTube này thì có thể là anh sẽ bỏ ra những thời gian mấy sẽ quay video thì nó sẽ là hay nhất và nó sẽ là nhanh nhất. Chứ còn quay thế này mà gửi đến YouTube thì ai xem em anh thề với em luôn. Gửi cái video lên YouTube chắc là rất khó. Anh xem cái gì? Ok em. Thì có chỗ phần nào thì khó hiểu em nhỉ? Ok, thế thì buổi nay chắc là mình chỉ tạm thời ở đây nhá. Thì buổi sau ta sẽ học về cái thân phần form này. Đáng nhớ hôm nay phải học hết phần form này chứ. Và nó khá là dài. Không biết mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Câu hỏi gì không ra? Nếu bạn thấy ok rồi có thể chat cho mình chữ ok nhá. Chat cho mình chữ ok để mình kết thúc video. Ok. Các bạn chat cho mình ok rồi mình biết là có các bạn ok, tôi thấy toàn ok rồi. Còn những bạn khác không? Bạn nào thấy còn câu hỏi nào thì hỏi, cần hỏi thì các bạn thì hỏi nha. Xem lại video anh đi ở đâu vậy? À, có thể là anh sẽ gửi thẳng lên Zalo em nhé. Anh sẽ gửi kiểu như driver ấy, vào driver, Google driver rồi anh gửi được lên trên Zalo. À, đó. Nhưng mà video của anh như là vừa bị đi xa không biết nó có nhiều hay chưa, anh không biết là có tìm được hay không. Nó vừa đi xa nó bảo là quá cao. Ok, sau có gì anh sẽ book tất cả mọi người trên nhóm nhé. Zalo em, ok anh sẽ lưu cái Zalo của em lại. Ok, vậy thì anh sẽ kết thúc video ở đây nha. Bye mọi người nha. Yeah.